Xin chào cả nhà, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm kem Neutrogena, kem chuyên phục hồi cấp ẩm cho da. Đấy, những bạn nào mà da khô này, da mà cứ hay bị bong chóc này, rồi là da mà hay phải make up, các bạn thấy là suốt ngày phải make up đó, thì da chúng ta nói chung là nó không thể trụ được luôn nếu mà các bạn không dùng dưỡng ẩm hay là phục hồi da thì da rất là khó. Đấy, bởi vì ngày nào cũng phải make up làm việc ngoài trời, các bạn thấy là da nó sẽ bị lão hóa rất là nhanh. Nên là nếu mà một đêm mà chúng ta cấp ẩm, cấp nước cho da để sáng mai da nó được căng bóng như vậy, đấy, được đầy đủ chất dinh dưỡng, thì khi mà make up đó, các bạn sẽ thấy là cái chất của nó sẽ mềm mịn hơn. Chứ còn nếu mà da khô các bạn make up lên là nó sẽ rất là lộ, bởi vì nó cứ sùi lên những cái da chết đó mọi người nhé. Đó thì cái Neutrogena nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Từ sữa rửa mặt, từ kem, từ các thứ là các bạn sẽ thấy là hãng Neutrogena nó quá là nổi tiếng rồi. Đây là cái sản phẩm nổi tiếng tại Mỹ. Đó, thương hiệu này ra đời từ năm 1930. Đó, nên là các bạn thấy là sử dụng rất là ok. Đấy, sữa rửa mặt, kem chống nắng, sữa tắm các thứ là nó đều có cả luôn. Đấy, và kem dưỡng ẩm Neutrogena này thì có thực chất là nó có tác dụng gì và nó là thành phần như thế nào? Thì các bạn sẽ thấy là cái thành phần của nó chính là, các bạn thấy là cấp nước chủ yếu là thành phần hyaluronic acid mọi người nhá. Đó. Loại này thì các bạn sẽ thấy là nó bên trong thì cái màu kem của nó sẽ là rất là mượt, là màu của nó sẽ là màu xanh nhẹ nhàng, xanh rất là đẹp mắt luôn. Kem này thì các bạn sẽ thấy là khi mà bôi lên da thì da nó sẽ rất là mềm mịn và được dưỡng ẩm, cấp ẩm luôn, ngay luôn và luôn đó mọi người nhá. Đấy, cấp ẩm luôn, nuôi dưỡng da, giúp cho da luôn luôn mềm mượt và căng bóng. Đặc biệt là bọn này đã được kiểm nghiệm rồi nên là không gây mụn này. Đấy, không chứa chất tạo mùi, an toàn, lành tính luôn. Đấy, thấm nhanh, không gây cảm giác giờ nhờn và bít luôn mọi người ạ. Đấy. Đây là cái mẫu mới nhất 2023 mọi người nhá. Đây là cái mẫu mới nhất này. Đấy, sản phẩm bên ngoài thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ có cái lô lót được dập ở bên dưới đáy của sản phẩm này. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có là đây, sản phẩm sẽ có là tem mã QR để mọi người có thể check code nhá. Đây ạ. Đấy, mở nắp ra mọi người sẽ thấy một cái mã QR này, mọi người có thể check luôn mã này nhá. Đấy, sản phẩm này thì các bạn cứ yên tâm thôi, nếu mà sử dụng rồi thì mà nếu mà bạn nào đến độ tuổi lão hóa hoặc là da khô các thứ á, mà muốn chúng ta cần dưỡng da thì các bạn đừng bỏ qua cái sản phẩm kem dưỡng ẩm Neutrogena này nhá. Đấy, Hero Boss. Đấy, nói chung là đây là cái sản phẩm dạng gel nên là rất là ok thôi. Đó, còn thắc mắc cho cái sản phẩm kem Neutrogena, kem cấp ẩm mẫu mới nhất năm 2023, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số là 0985 38298. Đấy, hàng chính hãng thì trong lọ của nó sẽ có mã, có một cái mã của sản phẩm là mã QR luôn, ví dụ như là 374295A. Đó, thì các bạn thấy là sẽ quét thoải mái thôi nhá. Đấy, đây. Đó. Còn thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ với mình nha. Ok, xin chào cả nhà.